Sau buổi tĩnh tâm này, chúng con sẽ ước ao, mong muốn để bước đi trên một con đường mới với Chúa. Bởi vì Chúa đã đến và đã ở giữa chúng con rồi. Chúa đã đến và Chúa đang đi bên cạnh chúng con rồi. Bởi vì tên của Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tuyên Ngài đã đang đi bên cạnh chúng ta rồi đấy. Nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn đi cái con đường cũ của mình. Và cái con đường cũ đó nó dẫn chúng ta đến những chỗ buồn sầu, trách móc, thở than, ghen ghét, biết bao nhiêu những điều khác. Cho nên ước gì sau cái buổi tĩnh tâm này, Chúa ban cho chúng con, chúng con là những người mới thì chúng con có khách đường mới nha. Rồi giờ chúng ta cùng hát như một lời cầu nguyện dâng Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong buổi tĩnh tâm này. Hỡi con của an lành, hỡi con của Thiên Chúa, người hôm nay lên đường, hãy hát vang mà đi. Người mới khách đường mới, hát khúc tân ca. Người mới khách đường mới, hát khúc tâm hoan. Người hát những bài tình ca cho đường mới. Người đi đừng hát những bài tình cũ truyền cũ mà làm chi. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con người là chi, nó có ích lợi gì, đâu là cái hay và cái dở của nó. Số ngày đời của con người nhiều lắm là 100 năm. Một giọt nước biển, một hạt cát, đó là số năm ngắn ngủi của nó sánh với cái đời đời. Bởi thế Đức Chúa kiên nhẫn với chúng và đổ tràn xuống trên chúng lòng thương xót của người. Người nhìn thấy và biết rằng vận cùng của chúng thật là khốn khổ. Bởi thế người gia tăng ơn tha thứ của người. Con người thì thương xót cận thân, còn Đức Chúa thương xót mọi xác phàm. Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ và dẫn đưa như mục tử dẫn đàn chiên. Người xót thương những ai đón nhận lời giáo huấn và ân cần tìm phán quyết của người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời mà chúng ta vừa nghe được trích từ sách Huấn Ca. Con người là chi, nó có ích lợi gì, đâu là cái hay, cái dở của nó. Số ngày đời của con người nhiều lắm là 100 năm. Đa số chúng ta ngồi đây đã qua cái tuổi 50 rồi phải không? Trừ con. Đa số chúng ta ngồi đây đầu đã hai thứ tóc rồi. Nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ có 100 năm thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Một giọt nước biển, chúng ta nghĩ xem, một cái biển động, một cái đại dương mênh mông như thế mà mỗi người chúng ta, cuộc đời của chúng ta chỉ như giọt nước biển thôi. Một hạt cát, một cái bãi cát mênh mông như thế mà chúng ta chỉ như hạt cát thôi. Đó là số năm ngắn ngủi của nó sánh với cái đời đời. Ấy vậy mà mỗi người chúng ta đó, đôi khi mình xem mình như thể cái rốn của vũ trụ vậy. Quý ông bà anh chị em, lần nào đó chúng ta cất máy bay hả? Cất cánh, máy bay cất cánh. Dưới chúng ta thấy tất cả mọi người. Và mình cứ nghĩ là mình lớn lao lắm. Khi mà máy bay bay tít lên cao, mình nhìn xuống mà xem, chúng ta chỉ như những con kiến thôi. Ấy vậy mà đôi khi lại cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, điều mà chúng con muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hôm nay, đó là chúng ta nói với nhau về cái hành trình cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta giống như là một hành trình vậy. Và cũng giống như mọi hành trình khác, cuộc sống của mỗi chúng ta có điểm bắt đầu. Và nếu là một hành trình thì nó có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Cái điểm bắt đầu, ở nơi điểm bắt đầu này, không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn. Không ai trong chúng ta có quyền lựa cho mình cha nào, mẹ nào, màu mắt của mình là gì, da của mình màu gì, hay mình được lựa chọn mình là con trai hay là con gái. Nhưng có một sự thật, đó là ngay cái phút đầu tiên khi chúng ta bước vào cái hành trình này, mà chúng ta gọi là hành trình cuộc đời đấy, thì đó lại là điểm bắt đầu của mỗi người chúng ta. Và cũng giống như các hành trình khác vậy, như con nói, có điểm khởi sự và có điểm
kết thúc. Cái điểm kết thúc này, như quý bà anh chị em cũng thấy, nó đến một cách bất thình lình, vào giờ ta không ngờ, vào lúc ta không biết. Nhưng có thể nó cũng đến dần dần theo năm tháng xuống dốc của sức khỏe. Và nó sẽ đến cũng giống như khi mà chúng ta sinh ra vậy. Chúng ta không có quyền lựa chọn nó, chúng ta mặc kệ cái chết, hay là chúng ta để ý đến nó, chúng ta cũng không thể thay đổi được cái sự tất yếu của nó. Như có một thi sĩ đã từng nói rằng, death comes equally to us all and makes us all equal when it comes. Cái chết đến không trừ ai, và ai ai cũng giống nhau khi chết. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng giống như mọi hành trình khác vậy, nó có cái khởi đầu và nó có cái kết thúc, thì cuộc sống của chúng ta nó cũng có cái đoạn ở giữa. Đó là giữa ngày sinh nhật và ngày chết của chúng ta. Hôm trước con đi chia sẻ lời Chúa giống như hôm nay ở bên Denver. Con xin lỗi, ở bên Arkansas. Ngay đằng sau nhà thờ có một cái nghĩa trang. Con ra đó và con để ý, con thấy có nhiều, đối với một vài người thì cái năm tháng giữa cái ngày sinh và ngày chết đó, nó thật là ngắn ngủi. Sinh năm 1925, chết năm 1926. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có nhớ trong giáo hội của chúng ta vị thánh nào là có quãng đời ngắn nhất không? Thánh nào cơ? Thánh nào mà chúng ta sắp sửa đến lễ của Ngài đây này, sau lễ Giáng sinh đó? Các thánh nào? Các thánh anh hài vừa mới sinh ra mà đã bị cướp lấy cuộc sống rồi. Hoặc là một thánh trẻ hơn là thánh Maria Goretti, mới có 10, chỉ có 12 năm thôi. Như vậy thì chúng ta thấy đó, có những người cái điểm khởi đầu và điểm kết thúc nó rất là gần nhau, chỉ có một gạch thôi. Và sau này mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta nằm xuống trên bia mộ của chúng ta, sinh năm 1978 là năm sinh của con, có thể năm nay 2019 hoặc 2018. Và giữa hai cái năm đó, nó chỉ có một đoạn gạch thôi, phải không? Gạch một phát thôi, rất ngắn ngủi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em ạ. Rồi cũng có những người cái gạch nhỏ đó nó dài lắm. Ví dụ như là vị thánh John Newman mà con trình bày với quý ông bà anh chị em hôm qua, Ngài mất khi Ngài 49 tuổi. Nhưng mà một vị thánh khác trong nhà dòng con, đó là thánh Alfonso, Ngài, cái đoạn đó của Ngài tới 90 năm lận. Nhưng mà vấn đề là chúng ta đang ngồi đây, hầu hết chúng ta đang ngồi đây thì cuộc sống của chúng ta cũng đã kéo dài được nhiều năm tháng rồi. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành và tiếp tục cho đến khi lưng còng tóc bạc. Và cũng giống như khi sinh ra và chết đi vậy, giai đoạn này, giai đoạn ở giữa đấy, chúng ta không tránh được. Cho nên chúng ta phải nhọc nhằn và trôi theo cuộc sống thôi, trôi theo năm tháng thôi. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta để ý thì thời gian không ai có thể nắm được, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Người ta vẫn gọi là cái cụ già thời gian. Cụ già đó có một sức mạnh vô hạn, không ai có thể chặn cái cụ già đó được hết. Mọi đế chế, mọi thể chế chính trị, tất cả mọi sự, thời gian đều phá tan hết. Nhưng mà có một thứ tồn tại, đó là cụ già tình yêu. Chỉ có tình yêu mới tồn tại mãi mãi thôi. Như vậy thì chúng ta được sinh ra, và cái đoạn giữa này là đoạn của chúng ta. Ngồi đây chúng ta nghĩ xem, có khi nào chúng ta ngờ được rằng chúng ta đã sống đến từng này tuổi không? Con không ngờ là hôm nay con đã 40 tuổi rồi, quý bà anh chị em ạ. Mới ngày nào đó mình mới đi học high school, rồi mới đi học ở college, bây giờ đã 40 rồi. Râu ngày nào nó mọc nhanh hơn, cho ngày nào cũng phải cạo râu hết, nó mới trẻ ra được như thế này. Chứ nếu mà cứ để mà 2 tháng mà không cạo râu thì chắc là nó xồm xoàm lắm. Vậy thì có bao giờ quý bà anh chị em nghĩ rằng mình sống được đến cái ngày hôm nay không? Nhìn lại mà xem cuộc đời của chúng ta, đã biết bao lần mình đứng ngay cửa của tử thần rồi. Nhất là những ai đã từng có kinh nghiệm đi vượt biên thì chúng ta thấy cuộc sống rất mong manh. Vậy điều gì gìn giữ chúng ta, điều gì làm cho chúng ta còn đang sống, còn đang ngồi đây ngày hôm nay? Chúng ta đôi khi trong cuộc sống chúng ta có nhận thấy điều đó không? Không ngờ bây giờ mình 70 rồi, 80 rồi, 90 rồi, nhưng mà hình như mình thấy mình vẫn trẻ. Cho nên người ta nói một câu như thế này, một câu thơ rằng: soi gương mình tưởng mình già, soi lòng mình thấy mình còn thanh niên. Phải không các cụ, các ông? Già lắm rồi.
Cho nên người ta mới có cái câu gì đó, cái gì mà còn non đấy. Soi gương mình tưởng mình già, mà soi lòng thì mình thấy mình còn thanh niên. Vì sao vậy? Bởi vì vẫn còn ham hố lắm, vẫn còn muốn nhiều thứ lắm, cho nên mình tưởng thanh niên mà, mình tưởng mình còn sức mà. Thấy cái gì đó vẫn thấy nó thơm như muối mít, mặc dù không làm gì được nữa nhưng mà vẫn thấy thơm. Nói chuyện thơm như muối mít, con nhớ lần đó con đi đại hội Missouri, hồi đó còn làm thầy thôi. Thì hôm đó dòng chú cứ thế, có một cái quầy hàng chụp hình cho người ta, sau đó in vào cái ly để mà bán cho người ta, để mà gây quỹ. Thế thì hôm đó con là người đi chụp hình, hình như năm 2012 thì phải. Thì đang chụp hình, tự nhiên có một cụ già đến. Cụ già bảo: "Hê ông thầy, một ngày ông thầy cầu nguyện bao nhiêu lần?" Bảo: "Dạ thưa bác, một ngày con cầu nguyện cũng phải 4-5 lần." Bảo: "Đúng rồi, ông thầy phải lo mà cầu nguyện nhá. Chúa Giêsu kia kìa, trước khi chọn 12 tông đồ cầu nguyện suốt đêm, ấy vậy mà sáng ra còn phải chọn phải cái thằng cà chua cà trớn. Ông thầy phải cầu nguyện, tôi đây này 78 rồi nhá, mà tôi vẫn thấy con gái thơm như muối mít." Mà ngài nói rất là chân thành, ngài nói rất là chân thành. Cho nên ông thầy đừng có tưởng ông thầy phải lo mà cầu nguyện mỗi ngày nhá. Và dạ vâng, con cảm ơn bác, nhưng mà bây giờ thì con cũng chưa kinh nghiệm được là nó thơm như muối mít là như thế nào. Thế là bác cười thôi. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống đôi khi mình không nghĩ rằng tại sao mình còn sống được cho đến ngày hôm nay. Nhưng cuộc sống lại có nhiều những cái điều nó làm cho chúng ta thật là sửng sốt và ngạc nhiên. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể bói chính xác được cái hành trình cuộc đời của mình nó kết thúc trong bao lâu. Có những người đang mạnh khỏe như vậy, lên cơn đau tim giống như Thánh Gioan Niemen đấy, đang đi trên đường phố như thế này té xuống thôi, và khi người ta đưa vô nhà thì đã chết rồi. Nhưng mà cũng có những người đau bệnh tưởng rằng ngày mai chết, ví dụ như là bị ung thư chẳng hạn, hoặc là liệt giường liệt chiếu, ấy vậy mà sống lâu đến không ngờ. Nhưng mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự thật đó là dù ai đi nữa, chóng vánh hay trường thọ, thì cuối cùng cũng phải rời xa cái hành trình đời này để bắt đầu một cái hành trình mới đến vĩnh cửu. Và quả đúng như lời mà chúng ta vừa nghe trong sách Khuôn Ca vậy, một giọt nước biển, một hạt cát, đó là số năm ngắn ngủi của nó sánh với cái đời đời. Cuộc đời là một chuyến đi. Có những người thì chuyến đi đó ngắn, có người thì cuộc đời là một chuyến đi dài. Vậy mà lắm lúc chúng ta quên nó. 70-80 tuổi rồi mà vẫn còn mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật là mình được sinh ra đúng không? Lẽ ra phải là đừng mừng sinh nhật nữa, bởi vì mình sắp chết rồi. Cái ngày đầu tiên mình sinh ra là cái ngày mình bắt đầu đi dần đến cái chết. Mừng sinh nhật thì trẻ trẻ thấy mừng, phải không? Nếu mà nó là 70-80 tuổi mà mừng thì cái đó mình phải gọi là mừng thọ thì đúng hơn là mừng sinh nhật. Đấy, cuộc sống là một chuyến đi mà lắm lúc mình quên nó. Cuộc sống bắt đầu trở nên bận rộn và chúng ta bị chi phối bởi biết bao nhiêu những cái nhu cầu hiện tại, nhu cầu của bản thân mình, nhu cầu của gia đình mình, rồi nhu cầu của cộng đoàn mình, bao nhiêu cái nhu cầu đó. Nó làm cho chúng ta không còn biết dừng lại để có thể nhìn thấy toàn bộ sự thật của một cái bức tranh cuộc đời. Cho nên những cái giờ tĩnh tâm như thế này, những cái giờ mà chúng ta nhắc nhau cái sự thật của cuộc đời rất là quý giá, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Để chúng ta biết dừng lại, để nhìn thấy rõ hơn cái hành trình đời mình, mình đã đi đâu, đang đi đâu và sẽ đến đâu. Bây giờ con xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta ngồi nhắm mắt lại, và chúng ta tưởng tượng mình vẽ ra cái biểu đồ của đời mình. Ví dụ như từ ngày mình sinh ra cho đến khi mình chết đi, mình muốn chết khi nào? 80 tuổi, 90 tuổi, vậy thì bây giờ 60 tuổi rồi, còn từng này năm nữa mình sẽ làm gì đây? Hoặc là tối nay, lúc nào đó quý ông bà anh chị em rảnh, lấy một tờ giấy, viết một đường thẳng trên đó và chia nó ra từng khúc của đời mình. Khi mình sinh ra 1 tuổi, 20 tuổi, 40 tuổi, bây giờ mình đã 60 rồi. Còn một đoạn nữa thôi, cái đoạn này mình định làm gì? Mình muốn làm gì? Mình muốn gì đây? Thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống. Và đặt một cái biểu đồ trước mặt mình như thế, những năm tháng của mình như thế, mình nghĩ lại xem, đi lại xem lại cái cuốn phim của cuộc đời mình xem, cái tài tử chính, người đóng vai chính là ai,
là mình hay là Chúa. Rồi từng cái giai đoạn đó mình gặp những ai, mình bỏ những ai, những cái gì đau thương, những cái gì vui vẻ. Con mời gọi quý ông bà anh chị em, nếu được, để cho giờ tĩnh tâm này được thực sự lợi ích cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em hãy dành một chút thời gian thôi làm việc đó. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất nhiều điều lạ lùng trong đó. Bây giờ chúng ta nghĩ xem mình đang ở cái giai đoạn nào của cuộc sống rồi, mình đang tiến đến đâu. Bởi vì đến Mỹ là hết ước mong rồi. Nếu mà ở Việt Nam thì còn mong sang Mỹ, ở Campuchia thì còn mang mong sang Mỹ, chứ đến Mỹ là hết rồi đấy. Bây giờ chỉ còn lên thiên đàng thôi, hoặc là đi xuống dưới thôi đấy. Cho nên nghĩ kỹ đi, là bây giờ mình muốn như thế nào. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, đôi khi đó mình không thực sự sống cuộc đời của mình, bởi vì mình bị chi phối rất nhiều điều. Ông chồng ông lôi mình một chút, đứa con nó lôi mình một chút, thế là mình sống chẳng là mình nữa. Mình cố gắng làm tất cả mọi sự cho chồng, mọi sự cho con, mình cố gắng sống tất cả mọi sự cho chồng, cho vợ, cho con cũng vậy thôi. Một lúc nào đó mình quay lại, mình đang sống cuộc sống nào vậy? Đương nhiên là chúng ta phải hao mòn như những cây nến, để rồi con cái của chúng ta, để rồi thế hệ tương lai được lớn lên. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sống mất đi cái bản thân mình. Bởi vì sao? Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không có cuộc đời thứ hai, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Và từng ngày sống của chúng ta là cái gì đó quý vô cùng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu bây giờ chúng ta đang nằm trong bệnh viện, thở những hơi thở cuối cùng, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Có nhiều người cuộc sống là cái gì đó luôn luôn khó khăn, và người ta chỉ tìm cách để sống sót, bữa nào xào bữa đó, cơm ăn áo mặc thì bữa có bữa không, và tìm đủ mọi cách chỉ để tồn tại thôi. Chỉ để tồn tại thôi. Ở bên Philadelphia, trước đền thánh John Newman, có một anh đó tên là anh Scott. Anh ấy là người gốc là người Do Thái. Anh ấy rất là tài năng, trước đây anh ta làm web designer. Nhưng mà bởi vì một lần anh ta bị té, rồi là bị gãy cái hip. Và từ lần đó, sau khi ra khỏi bệnh viện, anh ta đã luôn luôn dùng thuốc giảm đau, và dần dần nó lậm vào, và dần dần anh ta dùng drug luôn. Ngày nào cũng vậy, 5 giờ sáng đã đứng ngay trước cái, tại vì ngay trước đền thánh thì nó có cái ngã tư, anh đứng ở đó để anh xin tiền. Sáng nào cũng vậy. Nhiều hôm tội nghiệp đi ra con nói, bây giờ mày phải đi tìm việc chứ không lẽ mày cứ đứng đây hoài, mày phải cầu nguyện đi rồi Chúa ban ơn cho. Nó bảo, Father, I am sorry, but prayer, it doesn't work. Cầu nguyện nó không có giúp con cái điều gì hết cha. Bây giờ cha nói con phải làm sao? Con đi xin việc không ai nhận. Sáng sớm con phải đứng đây để kiếm tiền mà ăn ngày hôm nay. Rồi con phải dành dụng từng chút để còn trả cái nhà trọ của con nữa. Và cứ thế thôi, quý bạn chị em ạ, lậm vào thuốc phiện. Và dần dần lại bị diabetes nữa. Tức là người ta cứ cắt những cái ngón chân, ngón tay dần dần. Hôm vừa rồi đó, thì bị người ta gỡ luôn cả cái cánh tay. Hôm đó anh ta quá là yếu, cho nên con gọi 911 đến đưa anh ta vào trong bệnh viện. Và khi con đến thì con thấy anh ta quá yếu luôn rồi. Thì con nói là, Scott, tao biết mày là đạo Do Thái, tại vì nhiều lần buổi tối con ra con nói chuyện với anh ta. Nói rồi chúc lành cho anh ta để anh ta ngủ cho nó ngon ở trên lề đường. Tìm nhà trọ cho ở không ở, thích như vậy. Xong là con bảo, bây giờ đó thì mày có sợ chết không? Bảo, cha, con rất là sợ chết. Father, I'm afraid of death. Vậy thì bây giờ nếu mày tin thì Chúa Giêsu sẽ cứu mày. Mày có muốn không? Bảo, bây giờ con phải làm sao? Bây giờ nếu tin thì tôi sẽ rửa tội cho anh. Tôi sẽ rửa tội cho anh. Bảo, thưa cha, vậy thì con là người Do Thái, bây giờ con trở lại đạo Công giáo, con theo đạo Công giáo thì có sao không? Và không có sao hết. Nếu tin, vậy thì bây giờ tôi cho anh thêm một ngày suy nghĩ, ngày hôm sau tôi đến, nếu mà anh còn tiếp tục muốn thì tôi sẽ rửa tội cho. Thế thì trước khi con về, cầm tay con khóc, bảo là, thưa cha, bây giờ ngày mai mà cha đến đó, mà con sợ, con nói thôi thôi đừng rửa tội cho con, thì cha cứ làm nhá, cha nhớ nhá. Thế là hôm sau đến thì cũng lờ ngà lờ ngờ như thế, cũng tỉnh táo, rồi sau đó rửa tội cho. Thì bây giờ người ta đưa vào trong một cái nhà nursing home, một cái nhà rehab đó, thì cụt mất cái tay rồi. Thì cứ lâu lâu con lại đến để dạy cho anh ta biết cách xưng tội, dạy cho anh ta biết cách cầu nguyện, tập cho anh ta.
thì anh ta nói là bây giờ cái điều khó khăn nhất của con không phải là những ngày lo lắng để con tồn tại nữa, mà cái ngày mà cái sự buồn nhất của con là mỗi sáng khi con thức dậy, con nhìn thấy thân thể của con thế này, tay thì không còn, ngón chân không còn, ngón tay tay phải cũng không còn nữa, con buồn lắm. Bây giờ sau này khi con vào thiên đàng, con có giống như vậy không cha? Con nói thôi Scott ạ, đừng có lo, cái chuyện đó chuyện của Chúa. Alright, nhưng mà tôi nói cho anh một điều này, trong giáo hội đó chưa có ông thánh nào là ông thánh homeless hết. Bây giờ nếu mày có thể mày sống tốt lành thánh thiện, bởi vì bây giờ mày rất là hiểu đúng không, hiểu những người đứng ở ngoài đường người ta đau khổ như thế nào, thì hãy cầu nguyện đi và sống sốt sáng, biết đâu sau này lên thiên đàng Chúa cho làm thánh rồi mày bầu cử cho những người homeless, bộ con cũng được làm thánh rồi cha, và chứ sao nữa, và khóc tội nghiệp lắm. Thế thì bây giờ lâu lâu con cũng đến thăm một chút. Đó thì đó, kính thưa quý bạn xem, có những người mà chúng ta đi ra kia, chúng ta thấy bao nhiêu những người homeless chung quanh chúng ta, người ta chỉ tìm cách để tồn tại thôi. Nhưng mà cũng có những người khác, khi mà đã có mọi sự rồi nhưng lại vẫn cứ không bao giờ thỏa mãn và cảm thấy đầy đủ cả, và cứ chạy theo mãi cho những cái kế hoạch riêng của mình, cho đến khi nằm trên giường bệnh viện mới nhận ra được những điều khác mà mình nên dành thời gian cho nó nhiều hơn. Đơn cử một ví dụ, chắc quý ông bà anh chị em còn nhớ ông Steve Jobs. Ông ấy không chỉ để lại cho thế giới những cái kiệt tác công nghệ, mà còn là những bài học về thái độ sống tích cực, niềm đam mê và sự nỗ lực không mệt mỏi. Sau khi đọc những dòng tâm sự cuối cùng của ông dưới đây, chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ có một cái gì đó mình cần phải học cho chính cuộc đời còn lại rất ngắn của chúng ta. Con xin trích đọc. Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công trong con mắt người khác. Cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau của công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, tôi hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản. Nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần và cái chết. Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới thấu hiểu, nếu một lần bạn có đủ tiền, có bao giờ đủ đâu. Nếu một lần bạn cảm thấy bạn có đủ tiền cho cuộc đời của bạn, bạn hãy theo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc, nên tìm một điều quan trọng hơn. Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ. Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành người yếu ớt như tôi. Thượng đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tình yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời, nhưng không thể nào đem theo tôi được. Tôi chỉ có thể mang theo những kỷ niệm của yêu thương mà thôi. Nhìn lại cuộc đời của chúng ta đi, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Những kỷ niệm yêu thương, những kho tàng mà chúng ta chuẩn bị cho cái cõi đời sau của chúng ta đến đâu rồi? Hay là tiền ở trong ngân hàng thì nhiều lắm. Nhiều lắm. Vậy như mỗi ngày mình muốn bỏ vào đó thêm. Nhưng mà cái ngân hàng tình yêu thương của chúng ta thì hình như là rất cạn kiệt. Tôi chỉ có thể mang theo những kỷ niệm của yêu thương. Đây mới chính là sự giàu sang có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng cho bạn tiến bước. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số, và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi tiến đến nơi mà bạn muốn, cố gắng lên để đạt những mục đích. Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn. Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Đó là cái giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản mình có thể tìm lại được. Có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được, đó là sự sống. Dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng tất cả phải đối diện với bức màn của sự sống kéo xuống. Làm ơn, hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu,
gìn giữ sức khỏe cho chính bạn và chăm sóc đồng bào của bạn. Chúng ta cho ông ta một tràng pháo tay đi, kính thưa quý vị và anh chị em. Vậy thì đấy, nhìn lại cuộc đời của chúng ta xem, nhìn lại cuộc đời của chúng ta hôm nay xem, có lẽ nhiều người trong chúng ta thấy rằng cái hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta là một chuỗi những sự kiện mà đôi khi nó chẳng liên quan gì tới nhau cả. Một vài sự kiện vui, rồi một vài sự kiện buồn, mà hình như là niềm vui thì đếm được, còn nỗi buồn thì vô biên. Hay có lẽ ai đó trong chúng ta cảm thấy cuộc đời như thể là mình bị đánh lừa vậy, mình bị sập bẫy vậy, lỡ biết vậy thì như là chiếc lá bị cuốn trôi giữa dòng vậy, thổi lên thụt xuống tùy theo thời thế mà chúng ta không điều khiển được. Cho nên người Việt chúng ta có câu gì đó, cái gì mà 3 với 9 vậy đó, 3 chìm 7 nổi, 9 cái lênh đênh. Nhưng mà hình như quý bạn chị em đang sống ở nơi này hình như là bớt lênh đênh rồi, đến bờ bến rồi mà vẫn còn lênh đênh lắm, vẫn còn lênh đênh lắm. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta, đặc biệt cuộc sống ở trên đất nước Mỹ này, và lại là cuộc sống ở cái vùng San Jose này nữa, cái vùng giàu có này nữa này. Người San Jose giàu hơn những người ở những chỗ khác đó. Con đi cũng nhiều, con thấy. Và đa phần chúng ta không biết dừng lại để suy nghĩ về cái chặng đường mà chính mình đang đi qua. Không bao giờ biết mình tự hỏi rằng tôi đến từ đâu, tại sao tôi đang ở đây, và tôi đang đi về đâu. Sống và cứ sống thôi. Sống và cứ sống thôi. Và nhiều khi mình sống, mình cứ nghĩ rằng ừ thì thôi, mình sống hy sinh tất cả mọi sự cho chồng cho con, đó là niềm vui của mình. Đúng là như vậy, nhưng chưa đủ. Mình sống, mình hy sinh tất cả cho gia đình của mình, cho vợ, cho con mình, mình tưởng rằng đó là tất cả, nhưng chưa đủ. Bởi vì cái cuối cùng con mình nó cũng sẽ ra đi. Chồng mình một ngày nào đó, vợ mình một ngày nào đó cũng sẽ ra đi. Một ngày nào đó chính mình phải đối diện với cái gì đó quan trọng hơn những gì mình đang đối diện. Ngày hôm qua chúng ta nhắc với nhau rằng cái ước mong muốn lớn nhất của Chúa Giêsu là gì? Thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và cái ý muốn đó nó như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả cuộc đời của Ngài. Cái cuối cùng cuộc đời của Ngài là Ngài làm muốn, là muốn làm đẹp lòng Cha trong mọi sự. Nếu quý ông bà và anh chị em xác định lại đời mình, mấy chục năm cuộc đời ngắn ngủi ở đời này để làm gì? Để làm đẹp lòng Chúa thôi. Thì tự nhiên trong lòng của quý ông bà anh chị em nó có một cái năng lượng gì đó rất mới. Chứ bằng không đó, mình làm đẹp chồng mình à? Mình làm đẹp con, đẹp lòng con cái mình à? Mình làm đẹp bản thân mình à? Những cái đó nó rất hời hợt, nó rất mau qua đi. Nhưng mà nếu lại Chúa, con làm đẹp lòng Chúa, và trong mọi sự, từng những cái trong đời của quý ông bà anh chị em, thì quý bà chị em sẽ có một cái năng lượng rất mới trong lòng của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta điều đó. Xin Chúa ban cho chúng ta cái ý thức đó, để cho dù cái giai đoạn nào của cuộc đời đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ vẫn rất là vững vàng. Bởi vì cái cuối cùng không phải mình phải trả lời với vợ mình hay với con mình, mà trả lời cho chính Chúa. Mà khi mình sống, mình chọn lựa cái ý muốn của Chúa như vậy, chắc chắn mình sẽ làm cho vợ con mình được hạnh phúc. Còn bằng không đó, thì là hả? Bởi vì mình cố gắng làm cho họ mà khi người ta không đáp lại cái điều như mình muốn, thất vọng, rồi sâu xé nhau, giận hờn nhau, đồng sàng mà lại dị mộng. Thiếu gì trong xã hội ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà anh chị em? Gia đình chúng ta đôi khi cũng đang ở trong tình trạng đấy. Vậy thì có bao giờ chúng ta ngồi xuống, hai vợ chồng nói với nhau, cùng nhau nhìn lại cái hành trình mà mình đi chung với nhau một đoạn không? Hay là đến cái đoạn này rồi thì thôi, ông muốn đi đâu ông đi, bà muốn đi đâu bà đi, bà muốn sống làm sao thì bà sống, ông muốn sống làm sao thì ông sống. Cách đây mấy năm khi con qua bên Cali, có một cha dòng chú thế dắt con đến thăm một ông bà cụ đó. Hai ông bà như hai con chim sẻ. Ông mặc cái gì bà mặc cái đó, quấn quýt nhau như hai con chim sẻ vậy. Có một lần hình như ở bên Orange County đó, họ đưa hai ông bà lên trang nhất của một cái tờ báo nào đó, nhìn rất là hạnh phúc. Hai ông bà đi đâu cũng có nhau hết. Cái hôm đó vô, hai cha vô thì ông bảo: em ơi, em xưng tội với cha đi. Có tội chí mà xưng anh. Em có tội chí mà xưng, có mồi tội à, tội dần anh à. Mà 90 tuổi rồi nha quý vị anh chị em. Rất là sốt sắng.
Mà cái lạ là như thế này. Hôm đó hai cha đến rồi giải tội cho xong thì mời hai cha đi ăn. Thì nhà ở trong chung cư thôi, ở trong cái gọi là cái gì? Dạ, apartment thôi. Thì hai cha dắt hai cụ xuống. Mà hai ông bà, ông đó vừa chạy ra cửa thì ông quên: em ơi, mình chưa chào Chúa. Hai ông bà dắt tay nhau vô, đứng trước bàn thờ: lạy Chúa, chúng con đi ăn cơm với hai cha, lát nữa chúng con về. Dắt nhau đi. Lúc đi về, hai cha mới đậu xe thôi, hai ông bà dắt nhau lọt tọt lên: Chúa ơi, chúng con về rồi. Hình như là những cặp vợ chồng trẻ ngày hôm nay quên cái chuyện đó đi. Không có đâu. Đạo của ông thì ông giữ, đạo tôi thì tôi giữ. Cho nên con cái làm sao mà nó có thể theo chúng ta được? Chúng ta như hôm qua con nói, chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều điều, nhưng không bao giờ vợ chồng với nhau chia sẻ với nhau những cảm nhận mình có về Chúa, những ơn Chúa ban cho gia đình mình. Nói một cách rõ ràng hơn, không bao giờ vợ chồng với nhau ngồi xuống nhìn lại xem Chúa đã yêu thương gia đình mình đến cái mức nào. Và cũng hình như cũng không bao giờ mình nói cho con cái mình biết Chúa đã thương gia đình mình như thế nào, con biết không? Cho nên suốt ngày bắt nó đi lễ, bắt nó đọc kinh như một cái khổ sai vậy, chứ nó có biết cái gì đâu. Đọc lặp xong thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta sống với nhau trên đất nước này, chúng ta sống rất hời hợt với chính nhau, thì làm sao chúng ta có thể sống sâu sắc với Chúa được? Đấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, vậy thì chúng ta đang đi đâu? Hai vợ chồng đang cùng nhau đi đâu đấy? Đi về đâu? Nếu chúng ta, còn nhắc lại, nếu chúng ta có một ý thức với nhau rằng cả chúng ta được Thiên Chúa chúc lành để chúng ta thi hành cái điều Chúa muốn, để xây dựng cái vương quốc Chúa ở trần gian này ngang qua những đứa con cái của mình đây, thì tự nhiên nó sẽ khác. Cho nên nhiều khi con thấy cái đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em có một cái gì đó lớn lao vô cùng. Chúa thương quý ông bà anh chị em vô cùng luôn, ban cho quý ông bà anh chị em cái quyền được tạo dựng con người. Như hôm qua con nói, 10 năm sau, 20 năm sau, 100 năm sau thì bao nhiêu thế hệ nó đến từ con cái của quý ông bà anh chị em. Và tất cả những gì quý ông bà anh chị em đang đối xử với nhau, nó sẽ ảnh hưởng trên chính con của mình. Nhà nào đó mà tập cho con cái nó ăn đồ Việt Nam, phải không? Nói tới chuyện ăn uống thôi thì tới nhà là biết ngay, cha mẹ vợ chồng con cái ăn chung với nhau. Còn nhà nào đó chồng bận quá, vợ bận quá, đến bữa không ăn chung với con được, cho nên phải mua đồ Mỹ cho nó ăn, và không tập cho nó đồ ăn Việt Nam, thì về nhiều khi ba mẹ ăn với nhau mà con nó ăn pizza hay là nó ăn cái gì đó riêng của nó, thì đến bữa ăn mà như vậy thì huống hồ chỉ là những cái điều tâm linh ở phía bên trong. Cho nên chúng ta phải tập nhìn lại với nhau, bỏ hết những cái giận hờn đi, những cái gì đó đi, bởi vì cái mục đích của đời mình mà Chúa muốn cho vợ chồng mình, cho gia đình mình, nó lớn hơn những cái nhỏ nhặt kia rất nhiều. Cố gắng một chút thôi để lắng nghe với nhau, chia sẻ với nhau ở cái tầng mức sâu. Tại sao ngày xưa khi chúng ta quen nhau, chúng ta yêu nhau là yêu ở cái tâm hồn, yêu ở những cái niềm khát khao ước vọng phía bên trong của mình. Vậy mà bây giờ mình đến với nhau, mình sống với nhau mấy chục năm rồi thì lại xem thường chuyện đó, và đôi khi lại xem chuyện đó như là chuyện dư thừa vậy. Thôi cái chuyện đã biết rồi, bà nói hoài. Không phải vậy đâu, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Cho nên con có một cái thói quen là những người bạn của con khi lập gia đình đó, thì thường con tặng cho tụi nó hai cây nến. Và trong đó con viết cho các bạn của con một lá thư. Con bảo các bạn, con sóng, con thuyền cuộc đời không phải lúc nào cũng thế, có những lúc sẽ gặp sóng gió. Vậy thì khi nào gặp sóng gió, xin hai bạn hãy thắp ngọn nến này lên và cố gắng ngồi lại cầu nguyện với nhau. Có một cặp kia, sau mấy năm, con hỏi sao, nến sao rồi? Gửi cho tao thêm mấy cặp nến khác đi. Vậy. Vậy thì kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà bây giờ chúng ta hỏi với nhau là tôi từ đâu đến, tôi đang đi đâu và tôi sẽ làm gì, và tôi sẽ ra sao, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Từ đâu đến ư? Từ Việt Nam đến. Đi vượt biên hay là bảo lãnh gì đó? Bây giờ đang sống ở đây thì tối mặt tối mũi lại để mà đi kiếm tiền, rồi sẽ đi về đâu ư? Thì chết thôi, đời là bề khổ, đến lúc nào đó đời cũng chết thôi. Mà chết thì chắc là chôn ở đây thôi, chứ còn đưa về Việt Nam thì tốn tiền lắm. Đơn giản chỉ vậy thôi sao? Hành trình của cuộc đời của chúng ta nó không đơn giản như vậy đâu, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Thiên Chúa không hề muốn cho hành trình của cuộc đời chúng ta nó đơn giản như thế đâu.
Ngài muốn cuộc đời của mỗi người chúng ta phải được tràn đầy niềm vui và có mục đích. Cho dù những cái sự kiện li ti rất nhỏ trong đời của chúng ta thôi đều nằm trong cái kế hoạch yêu thương của Ngài hết. Giống như là Chúa Cha có một kế hoạch cho Chúa Giêsu. Như hôm qua con trình bày với quý ông bà anh chị em đấy, cái mong ước của Chúa Cha đó là xây dựng vương quốc của Ngài. Và để chuẩn bị cho cái điều đó được thực hiện, Ngài đã phải chuẩn bị suốt thời gian rất ư lâu dài của cựu ước, để rồi nơi con của Ngài xuống thế làm người. Và nếu như Thiên Chúa có một cái kế hoạch như thế cho con của Ngài thì chắc chắn Ngài có một cái kế hoạch cho mỗi chúng ta. Bởi Ngài là một Thiên Chúa quyền năng. Ngài tạo dựng lên chúng ta không có phải là để mà hư đi. Giống như trong bài tin mừng ngày hôm nay đấy, Chúa Cha không muốn cho dù những kẻ nhỏ nhất phải hư đi đời đời. Ngài muốn cuộc sống của chúng ta bây giờ phải được hạnh phúc, bình an, tràn đầy niềm vui. Rồi Ngài còn muốn hướng dẫn chúng ta khi chúng ta đưa ra những cái quyết định rất cụ thể trong đời của chúng ta nữa. Và hơn ai hết, Ngài muốn đồng hành với chúng ta. Nhưng mà chúng ta thì khác. Như vậy thì cho đến ngày hôm nay, chúng ta đang đi cái hành trình nào rồi? Hành trình của cuộc đời của chúng ta sẽ rất là khác nhau. Nhưng mà chúng ta đang đi cái hành trình nào? Có niềm hy vọng gì ở phía trước không? Hay là cũng chỉ có tiền bạc, nhà cửa, rồi sống thì cứ sống, rồi cứ trôi qua? Bởi vì có nhiều người lắm, khi mà đến tâm sự với các cha, xin các cha cầu nguyện thì nói rằng: Cha ơi, sao cuộc sống của con nhiều gian truân quá, con chỉ thấy toàn thất vọng và chán chường thôi, đau khổ và gánh nặng thôi cha. Con không thấy cái gì đâu là niềm vui hết cả. Con đã cố gắng để làm sao cho mọi sự được khác đi, làm sao để sống tốt hơn, nhưng cố gắng mãi rồi thì hình như hạnh phúc và bình an vẫn cứ chơi cái trò trốn chạy với con cha. Hoặc có ai đó lại than phiền rằng: Thực sự có những lúc thì thời gian trước đây thì con cũng sung sướng lắm, tiền của cũng có, rồi tiện nghi cuộc sống cũng có, rồi chồng con cũng thành công lắm, và những lúc như thế con cũng cảm thấy hãnh diện và thanh thoả được một chút. Nhưng thật lòng vui thì vui đấy, nhưng tâm hồn của con vẫn đong đầy buồn sầu, trống rỗng, sầu não lắm cha. Và dùng một cái từ rất là hay: ảo lắm cha. Có ảo không kính thưa quý ông bà anh chị em? Ảo lắm cha. Và cái cảm giác đó nó ở sâu phía bên trong con đây này. Và nhất là khi con ở một mình, khi con đối diện với chính mình con. Hoặc có người khác nghe vậy thì lại nói: Cha ơi, con mà được như cái người cha vừa kể thì cũng đỡ, con còn khổ hơn cha. Nhiều lúc con cảm thấy ngột ngạt đến nỗi thở không nổi bởi những gánh nặng của cuộc sống. Hết chồng đến con, hết vợ đến con, hết việc trong nhà lại đến việc cơ quan, hết việc trong nhà lại đến việc của sở làm. Những cái gánh nặng đó con không tài nào mà quán xuyến hết được. Và nó như một cái vòng xoáy vậy, nó cứ đưa con đi và con phải sống vậy thôi. Hết bệnh tật rồi đến tiền bạc, giận hờn tan vỡ, sợ hãi, tủi thân, cô đơn chán chường. Và nhiều lúc con cảm thấy rất là vô vọng và con muốn kết liễu luôn đời mình cho nó xong. Rồi lại có nhiều người tuy không gặp những cái gánh nặng áp lực của cuộc sống, có của ăn của để, nhưng lại sống vô vọng và không có một mục đích gì, không có một hướng đi gì hết. Mình nghĩ, mình vừa nói với nhau những câu chuyện đó, mình cứ nghĩ câu chuyện đó là của người khác đúng không? Tất cả những cái hoàn cảnh mà chúng ta vừa nói với nhau đó, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nó có thể xảy ra với cả những người hàng ngày đi lễ, siêng năng đọc kinh cầu nguyện nữa là đằng khác, nhưng vẫn cảm thấy bế tắc và đôi khi không có lối thoát. Và chính vì thế mà hàng năm không có ít người tìm đến cách kết liễu đời mình. Và có thể ai đó trong chúng ta đang ngồi đây cũng có những cái giây phút nào đó bị rơi vào cái cám dỗ đó. Mới đây thôi, ở bên Phila đó, có một người gia đình cũng rất là tốt lành, tự nhiên đùng một phát nghe người ấy thắt cổ tự tử. Có đạo đàng hoàng, làm việc nhà thờ, đọc sách thánh đàng hoàng chứ đâu có phải chuyện bình thường. Tại sao vậy kính thưa quý ông bà anh chị em? Căng thẳng quá rồi phải không? Có câu chuyện như thế này. Sau biến cố năm 1975, anh chàng kia mất hết sản nghiệp và bà con thân thuộc. Anh ấy đi vào chùa và thấy tượng Phật chắp tay thì nghĩ rằng Phật muốn nói với mình phải cầu nguyện. Rồi anh đến nhà thờ đọc kinh thì thấy tượng Chúa giang tay thế này, anh nghĩ Chúa cũng không biết làm gì, bó tay. Chán đời, anh lang thang đến bến Bạch Đằng. Quý ông bà anh chị em biết bến Bạch Đằng ở Việt Nam phải không?
ở gần cái bến Bạch Đằng đó nó có cái gì? Đúng rồi, nó có cái tượng Trần Hưng Đạo. Ông Trần Hưng Đạo ông đứng ông chỉ thế này. Ở đâu gần chúng ta đây này? Cái gì đó? Đúng rồi, nó có cái hình Trần Hưng Đạo phải không? Ông chỉ tay như thế này. Thế là anh ta thấy như thế, nhảy xuống sông tự tử. Vào cửa thiên đàng, Thánh Phêrô hỏi: "Này anh, nhìn anh trẻ trung như thế mà là sao lại vội chết thế? Chán sống sớm vậy?" Anh ấy đáp rằng: "Thưa Thánh Phêrô, con đâu có muốn chết đâu, tại cái ông Trần Hưng Đạo bảo con đấy chứ." Thế là ông ta đang đứng đó, ông quát lớn, ông bảo: "Cái thằng này ngu, tao chỉ tay như vậy là tao để chỉ xuống nước để mà tìm cách vượt biên, chứ đâu có bảo mày chảy xuống sông mà tự tử mà chết đâu." Hôm qua con đi ra chỗ cái gì đó, thấy có tượng Trần Hưng Đạo mà may quá, trên trước mặt không có cái sông nào. Chuyện cười thôi, kính thưa quý bạn chị em, nó không có thật. Nhưng vấn đề đó là khi mà con người ta không có niềm tin thì con người ta rất dễ bị rơi vào tuyệt vọng. Và một khi đã tuyệt vọng thì người ta bị cám dỗ tìm đến cái chết. Và càng giàu có, càng thành công thì cái thất vọng đó nó càng ghê gớm. Bởi vì sao? Đạt đến đỉnh rồi, leo đến cái nấc thang trên cùng rồi, lên trên đó không thấy gì hết, té xuống là chết thôi. Một trong những cái trường hợp rất là gần đây thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em, là cái trường hợp của người đầu bếp nổi tiếng, ông ta tên gì đó? Anthony Bourdain. Và một người khác cũng là một người thiết kế thời trang rất là nổi tiếng mà các bà đây chắc là biết rõ lắm. Yeah, Pacegate. Họ là ai vậy? Ai mà không mong ước được giống như họ? Thành công, giàu có, nổi tiếng, nhưng do đâu họ lại không quý trọng cuộc sống này nữa? Nói tắt một điều, có thể rằng họ đã tuyệt vọng. Họ đã tuyệt vọng. Và không chỉ có họ, mà theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cứ 40 giây trên thế giới có một người tự tử. 40 giây có một người tự tử. Và tại Mỹ đây, cái nguyên nhân mà gây ra cái chết thì nguyên nhân tự tử là nguyên nhân đứng thứ số 10. Và trung bình mỗi ngày, kính thưa quý ông bà và anh chị em, có 123 người tự tử ở tại Mỹ. Mà đa số những người này không phải là những người homeless đâu. Những người có tiền, có quyền, nhưng mà không có niềm hy vọng. Vậy thì kính thưa quý ông bà anh chị em, giống như lời của ông Job trong Cựu Ước vậy. Lời này đã bao nhiêu ngàn năm rồi, nhưng mà hình như vẫn đúng với thời của chúng ta, mặc dù đã được viết ra từ rất lâu. Ông Job nói thế này: "Quả thật, nỗi bất hạnh chẳng phải từ lòng đất chui lên, và đau khổ cũng chẳng phải mọc lên từ mặt đất." Không phải tự nhiên mà có đau khổ. "Quả thật, con người được sinh ra để chịu khổ cực, cũng như những tia chớp chóe lửa trên cao." Ông Job đã kinh qua bằng chính kinh nghiệm cuộc đời mình, và có thể chúng ta cũng thấy như thế. Ông nói rõ, quả thật nỗi bất hạnh chẳng phải từ lòng đất chui lên, đau khổ cũng chẳng mọc lên từ mặt đất. Nhưng mà đôi khi còn tệ hơn, có ai đó trong chúng ta lại còn đổ thừa cho Chúa. Mình đau khổ tại vì Chúa gửi cho con thập giá nặng quá. Chúa nào mà Chúa gửi thập giá cho mình? Có bao giờ quý ông bà anh chị em đưa thập giá cho con mình vác không? Vậy mà dám đổ thừa cho Chúa. Thế với lạ. Đổ thừa cho Chúa rồi còn trách móc Chúa. Cho nên cái quan niệm mà Chúa gửi thập giá, Chúa gửi đau khổ là một quan niệm không có đúng đâu, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Ngược lại thì khác. Ngược lại nữa đằng khác. Bởi vì mình vác cái đau khổ của đời mình. 95% những thập giá, những đau khổ là do mình tạo nên, và chúng ta tạo ra cho nhau. Chúng ta tạo ra cho nhau. Như câu chuyện sáng thế đấy, quý ông bà chị em thấy rất là rõ. Tự bà ấy và tự ông ấy dòng tạo ra cho nhau ấy chứ. Bởi vì cái tham vọng của mỗi người chúng ta cũng giống như vậy. Bảo ngày xưa không có bệnh ung thư, tại sao hôm nay nhiều bệnh ung thư thế? Tại sao Chúa lại ban bệnh ung thư cho chúng con? Chúa nào mà ban bệnh ung thư? Lòng tham của con người đấy này. Một cái trái cam, trái quýt chỉ có từng này thôi. Chích thuốc vô ngày mai nó to lên như thế này. Một bó đau muống ấy, trong vòng một tuần thôi. Gieo hạt xuống, một tuần sau là cao lên như thế này luôn. Mà mua về ăn không bị bệnh mới là lạ. Rồi đổ thừa cho Chúa. Tự chúng ta tạo ra cho nhau thôi, kính thưa quý ông bà và anh chị em ạ. Cho nên xin quý ông bà anh chị em đừng có nói cho Chúa như vậy mà tội nghiệp Chúa. Cái quan niệm mà Chúa gửi thập giá cho mình, đau khổ cho mình là quan niệm không có đúng.
Đấy, vậy thì từ nãy giờ con trình bày cho quý bạn chị em, chúng ta thấy cuộc sống có vẻ như là mờ ám quá phải không? Ảm đạm quá phải không? Bây giờ làm sao để thay đổi? Làm sao để chúng ta có thể thay đổi đây? Và phải chăng cái hành trình cuộc đời của chúng ta nhất thiết là một bể khổ? Như là Phật nói đó, đời là bể khổ. Vậy không lẽ Chúa của chúng ta gian ác đến mức độ vậy à? Tạo dựng nên chúng ta để chúng ta phải khổ à? Để đeo gông vào cổ mình à? Đâu phải vậy. Cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta sinh ra con cái của mình đâu có phải để cho nó khổ. Mình làm tất cả mọi sự cho nó, đến cả hy sinh cả cái thân mạng của mình để cho nó được hạnh phúc. Đến mình còn con thương con mình như vậy, thì tại sao mình nói là Chúa tạo nên con để con phải khổ trong cái cuộc đời này? Không phải vậy đâu, đời không phải bể khổ đâu, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Bởi vì từ sâu thẳm tâm khảm của mỗi chúng ta biết rằng cuộc sống không phải được mặc định là đau khổ. Bởi vì sao? Cái lòng của chúng ta luôn luôn muốn một cuộc sống tốt hơn. Không ai muốn một cuộc sống tệ hơn hết. Ai cũng luôn luôn muốn, mong muốn một cái cuộc sống tốt hơn. Và chính cái điều đó nó lôi mình đi. Và mình mong muốn một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà mình lại sống nó không có đúng như cái điều mình mong ước. Thì đau khổ nó đến từ đó. Vậy thì cuộc sống hiện tại của chúng ta có thể khác đi được không? Ai trong chúng ta đang ngồi đây mà muốn có một cuộc sống khác đi, xin giơ tay cho con xem. Vậy là quý ông bà anh chị em bằng lòng với cuộc sống của mình rồi phải không? Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, nhưng không phải vậy đâu. Như liều có nói, từ trong sâu thẳm lòng của chúng ta vẫn luôn luôn muốn một cuộc sống tốt hơn. Cái cuộc sống tốt hơn ở đây không có nghĩa rằng nhiều tiền trong nhà băng, không có nghĩa rằng nhà cao cửa rộng, không có nghĩa rằng vợ đẹp con khôn. Cái cuộc sống tốt hơn nó còn là một cái gì đó khác hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta không bao giờ đủ được. Không bao giờ đủ được. Có một chị Việt Nam nói rằng: thưa cha, bây giờ con muốn thay đổi cuộc sống. Con sống ngột ngạt quá rồi, bây giờ con muốn chuyển đi một cái tiểu bang khác. Bởi vì lý do con ghét bà mẹ chồng. Con ở gần đây đó, bà khó chịu lắm. Ngày nào cứ ngày nghỉ là bà lôi con trai bà về nhà bà, rồi đưa các cháu về. Con thì con ghét bà, con không có muốn đến nhà bà. Bây giờ chồng con với các con lên nhà bà, không lẽ con cứ ở nhà? Cho nên bây giờ cuộc sống của con phải thay đổi bằng cách con chuyển đi tiểu bang khác. Có người thì lại nói là cuộc sống của mình có thể tốt hơn nếu mình trúng số. Nhiều người mong như vậy lắm. Hoặc là có người nói là bây giờ nếu mà chồng mình hiểu mình hơn, thương mình hơn, con cái ngoan ngoãn hơn thì chắc cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Đúng là như vậy. Rồi có người thì lại nói rằng thôi thì bây giờ mình đang còn trẻ, cố gắng đi cày đi, rồi khi nào về già đó thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Có thời gian đi đây đi đó, xài tiền đi du lịch các thứ thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Có chắc không? Hay là chưa kịp già thì đã chết rồi? Rồi có người thì lại cho rằng cuộc sống mình sẽ khác hơn nếu mà chế độ cộng sản sụp đổ. Có chắc không? Hoặc là nếu đó ai đang ở Việt Nam mà chuẩn bị làm giấy tờ đi Mỹ đó, thì cứ nghĩ rằng ồ, cuộc sống của tôi sẽ lên ngôi khi mà tôi đến đất nước Mỹ. Có phải vậy không, kính thưa quý ông bà anh chị em? Đấy, tất cả những cái điều đó nó có xảy ra không? Khó lắm, là bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái điều khác. Phụ thuộc vào chồng mình, phụ thuộc vào con mình, phụ thuộc vào tiền bạc, phụ thuộc vào chế độ, phụ thuộc vào nhà nước. Vậy cuộc sống có thể thay đổi được không? Thưa, hoàn toàn có thể thay đổi được. Và điều đó có thể xảy ra ngay ngày mai. Bất kỳ cuộc sống quá khứ của chúng ta như thế nào, bất kỳ chúng ta là ai, hành trình còn lại của cuộc sống của chúng ta như thế nào, hoàn toàn có thể khác trước. Vấn đề chúng ta có muốn không? Chúng ta có muốn không? Hồi nãy con nói có ai muốn không? Có mỗi 2-3 người giơ tay thôi. Nhưng mà từ trong sâu thẳm của cõi lòng mỗi người chúng ta, ai cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn hết, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Như vậy thì cuộc đời là một hành trình. Và làm cách nào để cái hành trình ấy nó có ý nghĩa, không theo nghĩa là mình thỏa mãn và chiến thắng được những thử thách, nhưng phải là một hành trình hoàn thành được cái mục đích mà chúng ta được tạo dựng nên. Được tạo dựng nên. Và đó là phần của mỗi chúng ta. Và làm sao để khám phá ra được cái ý định của Thiên Chúa cho cái hành trình cuộc đời đầy thú vị của chúng ta đây, lại là một chuyện của chúng ta, lại là chuyện của mỗi chúng ta. Vậy thì cuộc sống hoàn toàn có thể thay đổi. Cho dù chúng ta chỉ còn 1 năm nữa để sống, cho dù chúng ta chỉ còn mấy tháng nữa để sống, và đôi khi
những cái tháng còn lại cuối cùng đó lại là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như con nói đó, đó là hành trình cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang đi ngày hôm nay, ai trong chúng ta cũng muốn có một cái hành trình mới hết. Vậy thì chúng ta có thực sự muốn không? Mà nói như thế thì có lẽ có nhiều cụ lớn tuổi nói rằng: cha ơi, đau bệnh như con lớn từng này tuổi rồi còn thay đổi cái gì nữa, cuộc sống mới gì nữa, chờ xuống lỗ thôi, chờ chết thôi chứ còn gì nữa. Không phải vậy đâu. Cho dù một ngày mình còn sống, mà ngày đó mình sống cho đáng sống, sống như thể là sống được cái điều mà chính Thiên Chúa muốn mình sống, thì ngày đó có thể là một ngày tròn đời, mà là một ngày đẹp nhất cuộc đời của chúng ta. Con xin kể cho quý ông bà anh chị em nghe một câu chuyện mà chính bản thân con gặp. Đó là ngày xưa khi con ở Việt Nam. Không phải ngày xưa đâu, hình như là mới đây thôi. Lúc đó con ở Việt Nam thì cứ mỗi chiều thứ bảy đó là các thầy được đi ra ngoài để đi phục vụ. Người thì đi phục vụ giáo xứ, người thì đi sinh hoạt với các bạn di dân ở vùng quê lên thành phố học, rồi người thì đi lo cho những người SIDA. Thì bản thân con đó, 2 năm con được đi giúp cho những người SIDA giai đoạn cuối. Thì lúc đó cứ mỗi ngày chủ nhật là tụi con đi từ quận 3 đó, Sài Gòn, đi xuống Củ Chi, vô cái chỗ đó gọi là cái nhà Mai Hòa của các sơ Vinh Sơn. Cái nhà đó là dành cho những người bị SIDA giai đoạn cuối, hoặc là các trẻ em mà được sinh ra bởi những người mẹ hoặc người cha bị bệnh SIDA thì không ai lo hết, thì các sơ lo. Thì lúc đó mỗi ngày chủ nhật con xuống con thăm thì có cái anh chàng này. Anh rất là tướng mạo rất là ngon lành, nhưng mà là một con người rất là giận dữ, khi nào cũng giận dữ hết. Sau này anh mới kể lại cuộc đời của anh. Đó là trước đây anh từng là giám đốc một tổng công ty lớn. Và trong một lần đi chơi trong một lần đi chơi đấy thì bị SIDA. Và sau này cái bệnh SIDA nó không còn giấu được nữa, thì anh ta mất tất cả, không còn một cái gì hết. Vợ con cũng bỏ luôn, dòng họ vợ con bỏ hết. Và thế là một lần anh thấy còn cái gì để sống nữa. Anh ta đi ra đường ray xe lửa, xe lửa đang chạy tới, anh lao vào để cho kết liễu cuộc đời mình cho nó xong. Nhưng mà không hiểu tại sao nó chỉ cán nát 2 cái đôi chân của anh ta thôi. Và bởi vì SIDA giai đoạn cuối mà, cho nên cái bệnh nó cứ càng ngày nó càng trở nặng. Thì cuối cùng không hiểu tại sao đó thì lại đưa vô nhà của các sơ để các sơ chăm sóc cho. Đó thì những cái ngày tháng đầu tiên mà anh ta mới đến cái trung tâm Mai Hòa đó, anh ta là một con người rất dữ dằn. Bởi vì cuộc đời nó quá đen tối đối với anh ta. Nhưng mà sau một thời gian thì tính tình anh ta dần dần thay đổi. Và sau này anh ta biết Chúa, được rửa tội và trở thành một con người hoàn toàn khác. Khi hỏi anh ta tại sao cuộc đời anh có thể thay đổi như thế, thì anh nói: đấy, cha thấy đấy, con còn gì để sống. Nhưng mà khi con vào trong cái trung tâm Mai Hòa này, những vị nữ tu mới có 25 tuổi, 28 tuổi lại chăm sóc cho con còn hơn cả vợ con của con. Và con cứ hỏi thôi, tại sao những người nữ tu này người ta lại có thể làm những cái công việc mà đến những người thân của con còn bỏ rơi con mà. Và dần dần con biết đó là tại Giê-xu. Bởi Giê-xu cho nên những con người này mới có khả năng chăm sóc cho con như vậy. Cho nên con biết Giê-xu và con yêu mến Giê-xu. Và quả thật, thưa Thầy, đến ngày hôm nay cuộc đời của con chắc cũng không còn dài, nhưng những ngày tháng này là những ngày tháng đẹp nhất đời con. Những ngày tháng đẹp nhất đời con, đẹp hơn rất nhiều khi con ngồi trong cái ghế tổng giám đốc đó. Và sau này anh lại được làm phép cưới với một người bị bệnh SIDA trong cái trung tâm đó luôn. Hai anh chị rất là hạnh phúc với nhau, lạ lùng như vậy. Và lúc đó anh sống với tất cả những cái gì đó còn lại của cuộc đời anh. Vậy thì cũng giống như thế thôi. Mỗi người chúng ta chỉ có một hành trình duy nhất để đi, và chỉ một lần trong cuộc đời này. Vậy tại sao mình không đi cái hành trình cuộc đời mình một cách tốt nhất, phong phú nhất mà đẹp nhất? Kính thưa quý ông bà anh chị em, vậy thì bây giờ ai trong chúng ta cũng muốn thay đổi, ai trong chúng ta cũng muốn có một cái gì đó mới. Thì bây giờ làm sao? Cái mới đó không phải là những thay đổi bên ngoài đâu, mà là cái thái độ bên trong của mình nó như thế nào. Trước đây một ly nước của mình nó có một nửa thôi, than trách, nhìn qua nhìn lại: Chúa ơi, tại sao ly nước của con nó bị vơi một nửa thế này. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, ngang qua những gì mà con chuẩn bị trình bày với quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em sẽ nhìn ly nước chúng ta nó khác. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa
bởi vì ly nước của con đầy một nửa. Nó cũng như thế thôi. Ngày hôm nay sau buổi tĩnh tâm này, quý bạn chị em đi về nhà, mình vẫn đi làm, mình vẫn sống với chồng, với vợ, với con mình. Cuộc sống bên ngoài không có gì thay đổi. Nhưng nếu chúng ta muốn thay đổi thì phải thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn và cái niềm tin của chúng ta. Bởi vì tiếng Anh người ta có một câu: the way you look at things is more important than the things it is. Cái cách bạn nhìn một sự vật nó quan trọng hơn chính sự vật đó. Giống như người ta nói tiếng Việt mình đó, người buồn thì cảnh có, vui đâu bao giờ. Vậy thì để chúng ta có thể bắt đầu thay đổi cái hành trình mới của cuộc đời chúng ta, thì điều quan trọng, có ba sự thật rất quan trọng mà chúng ta phải ghi nhớ. Sự thật thứ nhất, nó đơn giản lắm kính thưa quý ông bà anh chị em ạ, mà có lẽ mình đã giữ trong đầu mình nhiều rồi. Và cái niềm xác tín đó nó phải trở thành một xác tín của chúng ta, không chỉ nói bằng miệng mà mình tin thực sự. Đó là không ai khác nhưng chính Chúa là đấng đặt chúng ta vào trong cái hành trình cuộc đời này. Quý ông bà anh chị em nghe đơn giản phải không? Nhưng mà hình như bao lâu mà chúng ta không tin cái điều đó, chúng ta luôn luôn lo sợ. Chính Chúa đặt chúng ta vào trong cái hành trình này, chứ không ai khác. Mình theo đạo nhiều năm lắm rồi, nhưng mà rất thường khi trong đời sống của mình không tin như thế. Cho nên mình làm mọi sự theo ý mình. Mình lên một cái kế hoạch cho gia đình mình theo ý của mình. Bởi vì mình không nghĩ rằng Chúa là đấng làm chủ, Chúa là đấng đặt mình vào trong cái hành trình này. Chúa là đấng mà nối kết hai vợ chồng mình với nhau. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết? Lần nào đám cưới của quý ông bà anh chị em mà không viết câu đó ở trên cái thiệp của mình? Nhưng mà thực sự trong đời mình có tin như vậy không? Không. Khi mà gặp trục trặc với nhau là chỉ có đưa nhau ra tòa thôi, chứ không có bao giờ mà cùng nhau cầu nguyện để hâm nóng lại cái điều lại Chúa. Không phải con chọn nhà con, cũng không phải nhà con chọn con, mà chính Chúa chọn chúng con cho nhau. Khi nào chúng ta sống được điều đó, nó khác. Như vậy thì cái quan trọng nhất là xin Chúa cho chúng ta có cái xác tín đó. Lạy Chúa, chính Chúa đặt con vào hành trình này. Không ai trong chúng ta ngồi đây một cách ngẫu nhiên tình cờ hết. Trước khi thế giới này được tạo dựng thì Thiên Chúa đã biết tất cả mọi sự về chúng ta. Ngài đã vạch ra một cái kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời của chúng ta rồi. Nhưng cái khổ là Ngài ban cho chúng ta sự tự do. Cái đó là cái vớ vẩn nhất của cuộc đời chúng ta. Chứ giả sử như mà Chúa cứ bắt mình á, cứ làm như vậy đi, làm như vậy đi, làm như vậy đi, phải theo những cái điều đó, thì chắc có lẽ chúng ta ngon lành. Cái vớ vẩn nhất đó là cái sự tự do, cái free will của mình. Nhưng mà đó lại là cái giá trị cao nhất của con người. Vậy thì Thiên Chúa biết tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì Ngài là đấng sáng tạo mà. Quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng, trước khi quý ông bà anh chị em vẽ một bông hoa xuống một tờ giấy, thì quý ông bà anh chị em phải biết bông hoa đó, phải có về cái hình ảnh bông hoa đó trong đầu của mình. Một ông kỹ sư không thể làm ra được một sản phẩm khi ông ấy không có cái ý tưởng về cái sản phẩm đó, chắc chắn. Và nếu như một người mà tài giỏi thì người ta phải có nguyên một cái plan cho cái điều đấy. Mình vẽ bông hoa này xuống tờ giấy, mình vẽ nó mấy cánh, mình tô nó cho nó màu gì, và hoa đó là hoa gì, hoa hồng hay hoa huệ. Mình vẽ xong mình phải bỏ nó trên một cái khung rất đẹp. Mình trưng ở đâu? Trưng ở trong phòng khách hay là phòng ngủ? Phải không? Thiên Chúa chắc chắn Ngài có một cái kế hoạch tuyệt vời cho mỗi người chúng ta. Nhưng mình có phát hiện ra không? Tôi nói ví dụ, cái iPhone dùng để làm gì? Dùng để gọi điện thoại, chứ không phải dùng để chặn giấy. Cái iPhone dùng để gọi điện thoại, chứ không phải dùng để mà ném người khác. Mình có thể dùng cái iPhone để chặn giấy không? Người nào sang là mua cái iPhone về không dùng, để chặn giấy thôi. Nhưng mà cái iPhone nó phải là cái để được gọi thì nó mới là nó. Cây nến đây để thắp sáng, chứ không phải cây nến để làm vào một cái mục đích khác. Mặc dù mình vẫn có thể dùng nó vào một mục đích khác. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có là mình khi mình làm theo ý của Chúa. Và khi mình làm theo ý của Chúa thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy mình fulfilled. Mình cảm thấy được tràn đầy, mình cảm thấy là mình. Còn bằng không mình vẫn cứ thiếu sót, cứ nó như thế nào đó. Và đó là ơn gọi. Cho nên nhiều các bạn trẻ nói: làm sao để con biết là con có ơn gọi?
Một con người sinh ra tự nhiên giống như bản thân con thì mình cũng có thể lập gia đình chứ. Mình cũng có thể có một gia đình, mình cũng có thể có những đứa con chứ. Nhưng mà bây giờ thử nghĩ coi, nếu như giả sử tôi lập gia đình 10 năm nữa, 20 năm nữa thì liệu tôi có hạnh phúc không? Những cái điều đó nó có làm cho tôi được tràn đầy không? Hay là bây giờ 10 năm nữa, 20 năm nữa mà tôi là một linh mục, thì tự nhiên nếu mình cầu nguyện lại Chúa, Chúa tạo dựng nên con là như thế nào? Thì khi mà mình sống được cái điều đó và mình cảm thấy nó fulfill, hạnh phúc, và ngày mai chết, ok, đó là ơn gọi của chúng ta. Chúa tạo dựng nên một người thanh niên, một người thiếu nữ, mà người đó Chúa muốn cho người đó phải là nữ tu, phải là linh mục, thì người đó chỉ hạnh phúc thực sự khi sống được cái điều đó. Chúa tạo dựng nên một người chồng, một người vợ, người đó phải là một người chồng, người vợ, phải là người cha, người mẹ trong gia đình, thì người đó sống hoàn toàn giống như điều Chúa muốn, mặc dù Chúa vẫn để mình tự do. Một người không có ơn gọi đi tu mà cứ đi tu thì vẫn được thôi, không sao hết. Nhưng mà không bao giờ hạnh phúc thực sự như là cái là mình. Bởi vì như con nói, cái iPhone nó phải để dùng gọi điện thoại. Đấy, vậy thì mình có tin không? Cái niềm tin mà chính Chúa đặt mình vào cuộc đời này, đó là một cái niềm tin trước hết đơn giản thôi, nhưng rất quan trọng. Xin Chúa ban cho chúng ta điều đó, thì tự nhiên cái thái độ sống của chúng ta nó sẽ khác. Bởi vì xuyên suốt trong Kinh Thánh, sự thật này đã làm nên rất là nhiều những điều khác biệt trong đời sống của nhiều người. Và nếu chúng ta thực sự tin như vậy thì sự khác biệt đó cũng xảy ra cho chính chúng ta. Chúng ta nhớ ông tiên tri Jeremiah, khi Chúa gọi ông để làm tiên tri cho Chúa, ông bảo lại Chúa, con chỉ là một đứa trẻ ngọng nghịu không biết nói gì. Chúa nói với ông: này Jeremiah, trước khi ngươi được hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Và chính cái niềm xác tín đó, Jeremiah đã đáp lại lời Chúa, trở nên ngôn sứ và trở thành một ngôn sứ vĩ đại. Một trường hợp khác, David cũng vậy. David là một chàng trai trẻ chăn chiên thôi, nhưng mà ông ấy ngay khi còn nhỏ, ông ấy đã hiểu được rằng cái lời thánh vịnh mà ông ấy viết: con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Chính vì cái niềm tin đó cho nên David đã ngang nhiên để chiến đấu với Goliath. Chính cái niềm tin đó mà khi David lên ngôi, ông ấy đã dẫn dắt dân tộc Israel đến cái đỉnh điểm thành công trong tất cả mọi triều đại của dân tộc Do Thái. Như vậy thì mỗi chúng ta phải tin điều đó. Lạy Chúa, không phải con, mà chính Chúa đặt con của con vào cuộc đời này, mà Chúa mới là chủ đời nó, cho nên đừng có lo quá. Lo quá có nghĩa rằng mình không tin. Mình có biết nó đâu. Cái ngày đó, con xin lỗi, cái phần của mẹ, phần của bố gặp nhau và sinh ra nó, và mình chỉ thấy mặt nó sau 9 tháng 10 ngày cứu mang thôi. Cho nên đừng có lo quá, bởi vì mình đi với nó còn đoạn thôi, cùng lắm là 18 năm thôi. Khi mà nó đã vào high school rồi đó, là nó thuộc về cái phần của nó rồi. Cho nên nhiều bậc cha mẹ rất là lo quá đến nỗi làm cho đức tin của mình bị lung lạc luôn, chỉ vì cái thiếu cái niềm tin rằng lạy Chúa, chính Chúa đặt nó vào cuộc đời này. Mặc dù ngang qua con có bổn phận phải nuôi dạy, nhưng mà đừng có lo quá. Như là chúng ta vẫn có câu trời sinh voi sinh cỏ là như vậy. Đó, trời sinh trời dưỡng. Cái điều đó nó nói không có hoàn toàn đúng, nhưng mà phần nào đó diễn tả rằng người ta tin rằng ông trời mới là đấng quyết định mọi sự. Vậy thì không có ai trong chúng ta ngồi đây hiện diện trong cuộc đời này một cách ngẫu nhiên đâu. Hãy làm mới lại cái xác tín của mình nơi Thiên Chúa đấng làm chủ, đấng đặt chúng ta vào cuộc đời này. Và chính Thiên Chúa đặt chúng ta vào cái hành trình mà chúng ta gọi là cuộc đời đó, thì cái niềm sâu xa nhất của mỗi chúng ta phải là cái việc chính chúng ta dâng lại tất cả những gì chúng ta cho Chúa. Và chỉ khi mình làm được như thế thì mình mới có sự bình an. Mà Chúa mặc định như vậy trong cuộc đời của chúng ta. Và hơn nữa, chúng ta phải học cách bước đi với Ngài mỗi ngày cho đến khi mình trở về với Ngài. Đó là một cái vòng đời của chúng ta đấy. Giống như hôm vừa rồi, mùa chay con đi căng bên Portland, giúp chứng tinh tâm mùa chay, thì người ta chở con lên coi cái đập nước. Rồi cái đập nước đó có quý ông bà chị em nào đến chưa? Rất nổi tiếng về cái loại cá salmon. Những cái con cá salmon là nó được sinh ra chỗ nào thì nó về đó nó chết. Con cá salmon sinh ra và nó cứ thế nó xuôi theo dòng, ra đến biển, đi vòng quanh đâu đó ở đại dương một số năm, sau đó vòng lại và bắt đầu
lội ngược dòng. Cứ thế lội ngược dòng, ngược dòng, ngược dòng, và đến cái nơi mà nó sinh trưởng, sinh sôi nảy nở và chết. Hành trình cuộc đời của chúng ta con thấy nó giống y chang như vậy. Mười mấy năm cuộc đời mình là mới sinh ra vui vẻ mà. Cha mẹ rồi bạn bè rồi học hành là cứ thế là xuôi theo cuộc đời thôi. Tôi tươi vui lắm. Và thế, cứ thế, cứ thế, khi mà lấy nhau còn tươi đẹp lắm. Và cứ thế cho đến khi có đứa con thứ nhất, bắt đầu phải lội ngược dòng. Phải tranh đấu với cuộc sống, phải làm sao đó để mà trồi lên, trồi lên, trồi lên. Lội hết cái thác này đến cái thác khác, cho đến khi đến cái nơi mà con cái mình nó được hoàn thành, thì mình nhắm mắt xuôi tay. Sức mạnh đâu để những con cá đó nó bơi ngược lại như thế, nếu không phải là Thiên Chúa mặc định cho nó như thế. Đến con cá mà Thiên Chúa còn mặc định cho cái vòng đời của nó như thế, thì huống hồ chứ là chúng ta. Vậy mà nhiều khi mình không tin, cho nên mình cứ để cho cuộc đời nó cuốn mình đi thôi. Để cho ước muốn hết của người này, của người khác, nó cuốn mình đi thôi. Trong khi đó, cái điều quan trọng nhất của đời mình là Chúa mang mình vào cuộc đời này để mình thực hiện cái điều Chúa muốn. Thực hiện điều Chúa muốn không phải là ở làm những cái việc thánh thiện đạo đức thế này, thế khác đâu. Làm những việc trong gia đình của mình theo cái cách là mọi sự con trả lại cho Chúa. Và lúc đó niềm vui không phải đến từ người khác nữa, mà niềm vui cuộc sống của chúng ta đến từ chính những cái tâm tình thiêng liêng mà chúng ta dâng lại cho Chúa. Bởi vì cái hạnh phúc nhất của một con người là hạnh phúc thiêng liêng từ trong lòng của mình đây này. Đấy, vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa không chỉ đặt chúng ta vào cuộc đời này, nhưng Chúa còn đi bên cạnh chúng ta. Chúng ta có nhận ra điều đó không? Hay là mình vẫn sống, Chúa chỉ có là ngày Chủ nhật thôi, Chúa chỉ là khi nào mình đi lễ thôi, còn ngoài ra xin Chúa ở lại nhà thờ để con còn làm công việc của con theo cách con muốn. Chứ nếu mà Chúa đi theo con, nó con mệt lắm. Bởi vì con phải sống ngay lành, con phải sống thẳng thắn, con không được ly dị, con mệt lắm, con không được phạm tội, con mệt lắm. Đấy, cho nên Chúa không những đặt chúng ta vào cuộc đời này, mà Chúa còn đi bên cạnh chúng ta. Và nhiều khi có những người không cảm thấy điều đó, cho nên nghĩ rằng Thiên Chúa chơi trò đem con bỏ chợ. Thiên Chúa tạo dựng nên mình, rồi Ngài hoàn toàn quên lãng mình, chẳng có để ý gì đến mình hết. Và kinh nghiệm đó không phải là kinh nghiệm của chúng ta không đâu, mà dân tộc Do Thái ngày xưa đi trong sa mạc là như vậy đấy. Bao nhiêu lần Chúa gửi thử thách đến để cho họ biết họ là ai, ta là ai. Và qua những thử thách đó họ bỏ Chúa luôn, đi theo các thần ngoại bang khác, giữ thờ cúng các thần ngoại bang khác mà sống xa luật Chúa. Và có nhiều người thì vẫn tin là Chúa tạo dựng, nhưng mà Chúa ở đâu? Chúa xa quá, ở tận mây xanh kia kìa. Còn tệ hơn là họ nghĩ rằng Chúa không hề quan tâm đến những cái khó khăn hàng ngày mà họ phải đối mặt. Nhiều khi còn giận Chúa nữa, như con nói đó. Hôm trước con đi chia sẻ ở đâu đó, có cái chị đó, chị đến bảo thưa cha, con có 5 đứa con mà chồng con mới chết năm ngoái. Ngay khi chồng con chết, con nó bỏ đạo hết, bởi vì nó nghĩ rằng Chúa cướp bố của nó đi. Đấy, vậy thì Thiên Chúa đặt chúng ta vào cuộc đời này, và Ngài đi bên cạnh chúng ta. Chúng ta còn muốn đi bên cạnh đời con mình mà, phải không? Có bao giờ mình xa con mình đâu, vậy mà mình không tin Chúa đi bên cạnh mình. Chúng ta nhớ lại câu chuyện trên đường Emmaus đi. Hôm đó như thế nào? Hai môn đệ, cái ông Giê-xu này đã theo 3 năm trời nay rồi, bây giờ đã bị chết treo trên thập giá rồi, hoàn toàn thất vọng rồi, không còn một cái gì là niềm hy vọng cho họ nữa. Và những cái hình ảnh đau khổ của Giê-xu ấy, nó đã che hết mắt họ rồi. Thầy đó đi ngay bên cạnh, có thấy đâu. Mà Chúa cũng ghê lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa đi ngay bên cạnh nha, đến gần nhà rồi, giả vờ như còn phải đi xa hơn, giả vờ như còn phải đi xa hơn nữa. Mà hôm đó mà nếu mà mấy ông này không mời Chúa, chắc Chúa không ở lại đâu, phải không? Không mời là Chúa đi luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà may quá mấy ông bảo trời đã sắp xế chiều rồi, xin ông ở lại với chúng tôi. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, xem thường Chúa, không mời Chúa ở lại, mà đôi khi mời Chúa vào nhà mà coi Chúa như cái gì đó. Giống như là Mát-ta đấy, nhớ không? Mời thầy vào, phục vụ thầy đấy, nhưng mà coi thầy, ra lệnh cho thầy luôn. Thầy nói em con phải giúp con đi chứ, chỉ cho thầy biết thầy phải làm gì. Đôi khi mình cũng mời Chúa vào nhà mình, nhưng mà Chúa ơi, Chúa ngồi đấy, để khi nào con cần là Chúa phải ban ơn. Chứ mình đâu có yêu mến, mình đâu có thờ phượng, Chúa đâu phải Chúa của mình thực sự đâu.
Cho nên nếu mà chúng ta thực sự nhìn lại cái hình ảnh của Thiên Chúa trong đời mình á, nó méo mó lắm. Nó méo mó lắm. Trong khi đó Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy thì hai môn đệ trên đường Emmaus cũng vậy. Bao nhiêu những cái đau khổ đó, nó làm cho các ông không còn nhìn thấy Chúa nữa. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi. Nhất là cuộc sống trên đất nước Mỹ này. Bao nhiêu những cái khó khăn, những cái trục trặc với nhau, rồi gánh nặng của cuộc đời, nó làm cho mình không còn thấy Chúa nữa. Và thờ Chúa như thế là để cho nó khỏi phải áy náy lương tâm thôi. Để cho lỡ mày mà chết thì khỏi xuống hỏa ngục thôi. Chứ còn tình yêu với Chúa không có đâu. Vậy thì sau này mình gặp Chúa đó, thì mình trả lời làm sao? Chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ đến ngày mình gặp gỡ Chúa. Và khi chúng ta gặp gỡ Chúa, quý ông bà anh chị em nghĩ xem, Chúa hỏi quý ông bà anh chị em điều gì? Mình phải nghĩ chứ, để mình chuẩn bị chứ. Chứ không kiểu sau này gặp Chúa rồi làm sao? Với bản thân con tin rằng sau này khi chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ không hỏi chúng ta: con ơi, con phạm bao nhiêu tội rồi? Chúa cũng không hỏi là: con ơi, suốt cuộc đời con làm bao nhiêu những việc tốt lành rồi? Bởi vì tội lỗi đối với Chúa tha hết. Những việc tốt lành của chúng ta làm so sánh gì với lại quyền năng của Chúa? Chúa có thể biến những hòn đá trở thành con cái của Abraham cơ mà. Giống như Phêrô vậy. Rõ ràng Phêrô có hai tình yêu đối với Chúa. Tình yêu ban đầu đó, khi mà Chúa nói: Phêrô, thầy chuẩn bị đi lên Jerusalem và người ta sẽ giết thầy. Ông yêu Chúa chứ, lo cho thầy mình chứ, nhảy bổ ra nói: No, thầy không làm như vậy được. Chúa nói ngay: Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Rồi Chúa nói: Phêrô, rồi ông Phêrô, ông nói là cho dù mọi người có bỏ hết đi chăng nữa, con cũng không bao giờ bỏ thầy. Chúa nói: Phêrô, ngay đêm nay trước khi gà gáy, người sẽ chối ta 3 lần. Ông không hiểu gì hết. Mà lúc đó cái tình yêu của ông dành cho Chúa là thực sự. Nhưng mà đó là của ông, tình yêu của ông cho Chúa. Nhưng mà cái tình yêu sau này khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu hỏi Phêrô: con có yêu thầy không? Cay đắng vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì cái đêm hôm đó, sau khi ông chối Chúa, ánh mắt của Chúa nhìn ông. Và lúc đó ông nói: thầy ơi, thầy biết thầy, con yêu thầy mà. Thì cái tình yêu đó không phải tình yêu của ông dành cho Chúa nữa, mà chính tình yêu của Chúa biến đổi tình yêu của ông và làm cho ông yêu Chúa thật lòng. Phêrô, anh có yêu thầy không? Chắc chắn sau này khi chúng ta gặp Chúa, giống như trong Kinh Thánh Chúa vẫn nói đó, sau này khi ra trước tòa phán xét, một bên là gì? Dê. Và một bên là chiên. Chúa sẽ hỏi: con có yêu ta không khi ta đói, khi ta nghèo, khi ta ở tù, khi ta trần truồng, khi ta đói khát? Bởi ông chưa bảo con, Chúa có bao giờ như vậy đâu mà con thấy mà con cho. Con có yêu ta không khi vợ con càng ngày càng già nua đi, ông chồng con càng ngày càng khó tính ra? Chứ không phải Chúa hiện ra để cho chúng ta yêu Chúa đâu. Ngay trong cái, bởi vì Chúa nói đó, khi các con làm một điều gì đó nhỏ nhất cho những người khác là các con làm cho chính ta. Cái cuối cùng là tình yêu. Chúa sẽ hỏi chúng ta: con ơi, con có yêu ta không? Suốt cuộc đời con rồi, mấy chục năm cuộc đời con rồi, con có yêu ta không? Yêu hay không, lúc đó nó như một cuốn phim vậy. Nó quay lại y chang mình thấy hết. Không có chối được. Không có chối được đâu. Tình yêu của Chúa tinh tuyền như thể mặt trời vậy, xuyên thấu hết tất cả mọi sự. Lúc đó không phải Chúa phán xét mình, mà tự mình tỏ ra mình như thế nào. Bởi vì dưới ánh sáng mà, thì làm sao mà giấu được? Trốn đâu cho khỏi mặt trời? Trốn đâu cho khỏi tình yêu của Chúa? Và lúc đó tự thấy mình không xứng đáng thì trốn thôi. Bởi vì mình không có khả năng đón nhận cái tinh tuyền của mặt trời. Lẽ ra mình phải có khả năng đón nhận để mình được hạnh phúc, bình an, được sống vui tươi, đầy tràn đầy sức sống. Bây giờ mình không có khả năng đó, mình yếu quá mà, trốn vào một cái góc tối hù ở bên kia kìa. Trong khi đó ở đây mọi người đang vui vẻ như thế này, mình phải ngồi trong cái góc kia một mình lạnh lẽo đơn côi. Thế đó là cái gì? Đấy, cho nên Chúa vẫn đi bên cạnh cuộc đời chúng ta. Chúa vẫn đi đến bên cạnh cuộc đời chúng ta. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, có 3 điều như con nói chúng ta phải nhớ để chúng ta muốn thay đổi cuộc sống. Thứ nhất là phải tin tưởng chính Chúa đặt con vào cuộc đời này. Thứ hai, con không đi một mình, Chúa cùng đi với con. Cuộc đời con còn mấy chục năm thôi, xin cho con bắt đầu biết đi với Chúa. Và không những Chúa đi bên cạnh, Chúa còn mời chúng ta bước vào với Chúa một hành trình mới.
một hành trình mới. Cái hành trình mới đó không bao giờ là trễ, không bao giờ quá trễ. Chúng ta nhớ cái ông trộm lành không? Những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời ông đi một hành trình mới với Chúa. Trên hồi nãy trong bài chia sẻ trong thánh lễ của con đó, con nói cái con chiên lạc đó, cái cuối cùng Chúa quay qua, Chúa nói ngay đêm nay con sẽ ở thiên đàng với ta. Ngay đêm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Vậy thì thực sự nếu quý bạn xem lắng nghe trong lòng mình, Chúa đã đến, Chúa đã giáng sinh, Chúa đã làm người, và Chúa đang đi bên cạnh chúng ta ngang qua hình ảnh của giáo hội. Lời Chúa chúng ta nghe mỗi ngày, mình máu thánh Chúa chúng ta rước mỗi ngày, mỗi tuần. Các bí tích chúng ta lãnh nhận, cái đó là gì nếu không phải là Chúa đang đi bên cạnh chúng ta? Có tội đến tòa giải tội, Chúa lại tha. Bé một chút xíu được rửa tội để được tràn đầy ơn Chúa, để có khả năng chống lại sự dữ, chống lại sự tội. Những người khác người ta đâu có được. Rồi được rước mình máu thánh Chúa, được thêm sức mạnh, nơi bí tích thêm sức. Yêu thương nhau và muốn gắn kết với nhau mãi mãi, Chúa ban cho bí tích hôn phối. Chúa ban cho bí tích truyền chức thánh để có các linh mục lo cho quý bà anh chị em. Nếu như không có bí tích truyền chức thánh, làm gì chúng ta có cái buổi ngày hôm nay? Rồi khi ốm đau bệnh tật, Chúa lại ban cho bí tích sức giàu. Bao nhiêu những điều như thế thì không phải Chúa đang ở bên cạnh chúng ta hay sao? Vậy mà cách chúng ta đối xử với Chúa như thế nào? Chúng ta có nhận ra không? Cho nên đời chúng ta đau khổ là phải. Là phải. Lẽ ra chúng ta phải là khác. Vậy thì Chúa đang muốn chúng ta đi vào một cái con đường mới. Bây giờ xin mời quý bạn chị em tưởng tượng một ngày đẹp trời giống như ngày hôm nay vậy. Hôm nay ngoài trời rất là đẹp, phải không cơ? Chúng ta đi vào một khu rừng và đến một nơi nào đó, mình muốn đến một nơi nào đó mà mình muốn đến. Sau khoảng 1 hay là 2 tiếng đi bộ thì bây giờ chúng ta đến một cái ngã ba. Bây giờ cuộc đời của chúng ta đang đến cái ngã ba rồi đó. Và trước mặt chúng ta có hai ngã rẽ. Đứng lại chần chừ một lúc, chúng ta bối rối vì không biết đâu là cái con đường đúng mà mình phải đi. Cả hai ngã rẽ chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến một cái chỗ nào đó, nhưng là nơi nào đây và con đường nào sẽ dẫn chúng ta đến đây? Và đang khi bối rối như thế thì chúng ta đến gần hơn và phóng tầm nhìn về hai cái con đường đó, thì chợt thấy một con đường có vẻ rộng rãi lắm, thoáng mát lắm, mà hình như có rất nhiều người đi trên cái con đường đó. Và chúng ta có cái cám dỗ muốn đi cái con đường đó là bởi vì mình lý luận rằng nếu nhiều người đã từng đi thì phải là con đường đúng chứ. Nhưng rồi đang lưỡng lự như thế, không biết đi cái con đường nào, thì bỗng nhiên có một người bộ hành tiến về phía chúng ta. Và cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là gì? Mình đang bối rối như thế thì mình sẽ làm gì? Mình hỏi thăm, mình hỏi cái người bộ hành kia là có biết cái con đường mà sẽ dẫn chúng ta đến cái nơi mà chúng ta muốn đến không? Thì ngay lúc đó không do dự, cái người bộ hành kia đề nghị với chúng ta cái con đường thứ hai. Con đường xem ra có vẻ khó đi và ít dấu chân ai đã từng đi qua lắm. Và chỉ có con đường này, người bộ hành nói với chúng ta, mới có thể dẫn chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn tới thôi. Và chúng ta còn nghi ngờ hỏi, có chắc không? Sure không? Chắc chắn rồi, người bộ hành nói, bởi vì tôi làm ra cái con đường này mà. Thực ra chính tôi cũng đang đi về phía đó. Nếu bạn muốn thì chúng ta cùng đi với nhau và chắc chắn bạn sẽ không bị lạc hướng. Vậy thì nếu như là một con người đang đi bộ hành như thế, đang đứng ở ngã ba như thế, chúng ta chọn con đường nào? Con đường lắm người đi, thoáng đẹp, hay là mình đi với lại một người mà người ta là người làm chính lên cái con đường đó và cũng là người đang đi trên cái con đường đó về cái phía mà chúng ta muốn đi? Theo cái tự nhiên là chúng ta sẽ đi cái hành trình đó với người đó. Cho nên Chúa đang muốn chúng ta chọn một cái lối mới, một cái cách mới, một cái hành trình mới, và bỏ đi cái hành trình sau lưng, hành trình cũ của chúng ta. Hành trình mới đó là gì? Hành trình mới đó là cầu nguyện. Hành trình mới đó là tha thứ cho nhau đi. Hành trình đó là lạy Chúa từ hôm nay trở đi, còn mấy chục năm cuộc đời của con nữa, còn mấy năm nữa, con chỉ muốn làm một điều thôi, là làm đẹp ý Chúa trong mọi sự. Mọi sự. Nếu như điều này Chúa muốn con làm, có chết con cũng làm. Mà nếu điều này con thấy con làm điều này Chúa không vui, có chết con cũng không làm. Thì chắc chắn hành trình đó của chúng ta sẽ khác. Hành trình mới của chúng ta sẽ khác. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ khác. Cầu nguyện
Bởi vì chính trong cầu nguyện thì chúng ta mới thấy Chúa là đấng làm chủ. Chúng ta mới thấy Chúa là đấng đang đi với chúng ta. Và chỉ có khi tha thứ thì chúng ta mới có sự bình an trong lòng thôi. Giống như hôm qua con nói đó, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Đến Chúa Giê-xu mà còn phải cầu nguyện mà. Và nếu chúng ta không tha thứ thì không bao giờ chúng ta có sự bình an trong lòng. Tha thứ cho nhau những cái điều rất nhỏ, rất nhỏ thôi. Đừng có ghim nhau nhiều quá. Cho nên người ta có một câu rằng, con người có xu hướng làm đau những người mình thương và làm vừa lòng những người ngoài. Đi ra ngoài đường thì ngon lành lắm, mặt mày với bạn bè lắm, về nhà vợ con coi chẳng ra gì. Đi ra ngoài tiệm cũng vậy, đi ra vô sở làm cũng vậy, ngon lành với những chị em lắm, nhưng mà về nhà coi chồng con cũng chẳng ra gì hết. Tại sao mình dại vậy? Nhưng mà cái tự nhiên của mình là vậy đấy, bởi vì quen quá rồi mà. Đấy. Vậy thì Chúa đang muốn chúng ta đi cái con đường mới, bỏ cái con đường cũ đi. Con đường cũ là gì? Là lười cầu nguyện, không cầu nguyện. Con đường cũ là chấp nhất nhau. Con đường cũ là chọn ý riêng của mình chứ không chọn ý Chúa. Chọn ý riêng của mình chứ không chọn ý Chúa. Và nếu thế thì chúng ta không có bình an. Nếu chúng ta đi cái con đường mới này, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được điều Chúa hứa. Và có lẽ chúng ta đã từng gặp những người nào đó trong đời, mình thấy nơi người này có một cái gì đó rất là lạ. Họ có một sự bình an, một sự bình tĩnh, một sự mà người ta rất là vô tư. Nếu ai đó cần giúp đỡ thì người đó sẵn sàng và làm hết lòng mình. Người ta không có nề hà gì cho họ nữa. Bí mật của những người đó là bởi vì họ đã học cách bước đi cùng với Chúa. Nếu chúng ta làm đi với Chúa trên cái con đường mới này thì chắc chắn con đường đó sẽ dẫn chúng ta về nhà. Sẽ dắt chúng ta về nhà. Bằng không, cái con đường cũ mà chúng ta đang đi đấy, mà đôi khi không phải mình đi không đâu, mà có kẻ nào đó nó còn đang xúi mình, nó đang lôi mình nữa, mình không về nhà được đâu. Nhà của chúng ta ở đâu? Đó là quê trời. Đó là trở lại với cái ban đầu mà Chúa muốn cho chúng ta, ngay trong cái kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa. Cái iPhone nó phải là cái iPhone. Cây nến nó phải là cây nến được dùng để thắp sáng. Nó phải là cái mà cái người engineer làm ra nó muốn điều đó thì nó mới hoàn thành được. Vậy thì cuộc đời của chúng ta sẽ khác nếu chúng ta luôn luôn nhớ lại Chúa. Chúa đặt con vào hành trình này và chính Chúa đi với con. Và bây giờ Chúa đang muốn con cùng đi với Chúa trên hành trình mới. Xin Chúa giúp con bỏ cái hành trình cũ đi. Đấy, tất cả chúng ta đều đang đi trên một hành trình. Và chúng ta đã bắt đầu hành trình này từ ngày chúng ta được sinh ra. Và nó sẽ chưa kết thúc cho đến khi thời gian trên trần gian này của chúng ta kết thúc. Nhưng hành trình nào mà chúng ta đang đi lại là một câu hỏi khác. Câu trả lời nó nằm ngay trong tay chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, kính thưa quý bạn chị em. Nhưng với ơn Chúa, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai ngay tối hôm nay. Vấn đề còn trở lại, chúng ta có muốn không? Có thực sự muốn không? Còn nếu không muốn thì Chúa vẫn tôn trọng chúng ta. Còn cứ đi đi. Ngài biết tất cả mọi sự về chúng ta, sở trường, sở đoản, điểm yếu, điểm mạnh, tội lỗi, đau khổ của mỗi chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị trói buộc bởi quá khứ. Thay vì vậy, Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi cái cách sống, cái lối suy nghĩ cũ kỹ của chúng ta, cách lối chúng ta thờ phượng Chúa một cách rất là cũ kỹ. Và Ngài muốn đặt chúng ta vào cái đường lối mới, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ không, Chúa nói gì với người phụ nữ ngoại tình? Tôi không kết án chị đâu, chị đi về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Hành trình mới đấy, đi về đi, tôi không kết án đâu, nhưng mà từ nay đừng phạm tội nữa là hành trình mới. Hoặc là Chúa nói với anh bị bại liệt đấy, bài tin mừng hôm qua phải không? Anh hãy đứng dậy, vác chõng mà về. Đứng dậy, vác chõng mà về. Cái chõng là cái gì? Cái chõng bình thường đó, người ta phải khiêng anh ta, cả gia đình phải khiêng anh ta. Và nhất là khiêng lên trên mái nhà nữa thì nặng lắm. Cái chõng là những cái nặng nề thân xác của chúng ta, cái tôi của chúng ta đấy. Bây giờ mình phải vác lấy nó. Chúa nói, anh hãy đứng dậy, vác chõng mà về. Hoặc như anh mù đấy, Chúa nói, anh hãy thấy đi, niềm tin của anh đã cứu anh. Chúa Giê-xu nói nhiều lần trong Kinh Thánh, ta đến để chúng được sống và sống dồi dào. Mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu lại cái hành trình đời mình một cách tươi mới, một cách mạnh mẽ, bằng cách dâng lại cuộc sống của chúng ta cho Chúa
và học cách bước đi với Ngài mỗi ngày. Bởi chính Ngài đã đến rồi. Chính Ngài đã đến rồi và đang đi bên cạnh chúng ta. Và đó là điều ước mong của Ngài, được đi với chúng ta. Emmanuel, ai chờ, ai đợi, ai mong. Emmanuel, ai chờ, ai đợi, ai mong. Hỡi con của an lành, hỡi con của Thiên Chúa, người hôm nay lên đường, hãy hát vang mà đi. Người mới khách đường mới, hát khúc tân ca. Người mới khách đường mới, hát khúc tâm hoa. Người hát những bài tình ca cho đường mới. Người đi đừng hát những bài tình cũ, chuyện cũ mà làm chi. Người hát những bài tình ca cho đường mới. Người đi đừng hát những bài tình cũ, chuyện cũ mà làm chi. Lạy Chúa, từ hôm nay con muốn bước đi với Chúa trên con đường mới. Xin Chúa đổ tràn đầy xuống trên tâm hồn con. Và không chỉ con, mà con muốn đưa cả gia đình con được bước trong con đường mới với Chúa. Xin thì sẽ được, tin thì sẽ xảy ra. Amen.